Kênh Vĩnh Tế có chiều dài gần 91 km, chạy song song đường biên giới Việt Nam-Campuchia, bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc, tỉnh An Giang, nối giáp với sông Giang Thành thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày nay. Kênh do danh thần Nguyễn Văn Thoại, tức Thoại Ngọc Hầu, chỉ huy đào. Bắt đầu khởi công từ năm 1819 dưới triều vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều vua Minh Mạng. Nên đây là cũng là một thông tin chiến thuật của cụ để nhằm bảo vệ cái biên cương của Châu Đốc. Và trong những cái thời kỳ chiến tranh biên giới thì con kinh này cũng góp một cái phần rất lớn để ngăn chặn những cái đợt tấn công của giặc, bảo vệ được cái quê hương, cái mảnh đất của mình. Trong ghi chép của người xưa, kinh Vĩnh Tế phải đào qua nhiều vùng rừng thiêng nước độc, hổ, sấu, rắn rết, ngày đêm chợt chực lấy mạng người. Hàng chục vạn lưu dân mãi mãi nằm lại dọc con kênh huyền thoại. Phải mất 5 năm gian khổ, kinh Vĩnh Tế mới thông dòng và trở thành cột mốc chủ quyền của đất nước ở vùng biên giới Tây Nam. Vua Minh Mạng đã đồng ý lấy tên người vợ chính thất của ông Thoại, bà Châu Thị Tế, để đặt con kênh. Cho đến tận bây giờ, kinh Vĩnh Tế vẫn phát huy giá trị từ lúc được khai mở, vừa là kênh thủy lợi phục vụ tưới tiêu, vừa là đường giao thông thủy để vận chuyển hàng hóa, vừa góp phần quan trọng trong việc trấn giữ biên cương lãnh thổ phía Nam. Và sau này, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng nối theo cái truyền thống này để đào những con kênh T4, T5 để vừa là lắng phèn, mở rộng diện tích sản xuất và đồng thời vừa thoát lũ ra biển Tây. 200 năm qua, dòng kênh Vĩnh Tế vẫn là hào lũy chốn biên thùy phía Nam, vẫn là công trình thủy lợi quan trọng của vùng đất địa linh này. Con kênh còn là nguồn nuôi sống bao thế hệ cháu con của các lưu dân thời trước. Bà con sinh sống dọc theo con kênh và khai thác sản vật từ đây. Bất kỳ thời gian nào trong năm, kênh Vĩnh Tế cũng thấp thoáng bóng xuồng ghe của người đi giăng câu, chài cá.